Khoa học dữ liệu là một cái lĩnh vực liên ngành, nó là sự kết hợp giữa tin học, giữa toán học và thống kê và kỹ thuật học máy. Nó rất là quan trọng trong thời đại hiện nay, tại vì là với sự phát triển của khoa học công nghệ, chúng ta đã tạo ra rất rất nhiều dữ liệu. Mục tiêu tiếp theo là làm thế nào để trích xuất được những cái thông tin, những cái tri thức từ cái dữ liệu đó để áp dụng vô nâng cao cái sản xuất, nâng cao cái việc kinh doanh trong thực tế. Ví dụ như trong lĩnh vực y học, cái việc phát hiện cái khối u ở giai đoạn đầu nó rất là khó đối với khi mình dùng mắt thường, nhưng với cái kỹ thuật học sau, người ta sẽ sử dụng cái hình ảnh y khoa và kỹ thuật học sau để phát hiện được những cái vấn đề về ung thư ngay từ cái giai đoạn đầu tiên. Hoặc là ngay cả trong lĩnh vực sản xuất thì cái việc tối ưu hóa quá trình sản xuất hiện nay là nó rất là quan trọng, vì nó giúp nâng cao cái năng suất và chất lượng của sản phẩm. Nó là một cái vấn đề rất là lớn để tăng cái mức độ cạnh tranh như các công ty trong cái thời đại cạnh tranh khốc liệt hiện nay, thì khoa học dữ liệu nó ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực sản xuất.